Có lẽ lúc trước mẹ tôi không thích anh Giót, nhưng mà nếu anh Giót đem những món đồ này về cho mẹ tôi thì mẹ tôi chắc chắn sẽ đổi ý và thích anh Giót ngay cho mà xem. Hay nói cách khác là 5 triệu bạc mà anh không chịu nhận từ tôi ngày hôm qua. Số tiền vừa được chuyển vào tài khoản của anh cũng chính là tiền của tôi đó. Bây giờ chắc là anh đã biết được là cho dù anh có cố gắng đến mức nào thì cuộc sống của tôi cũng không có chỗ cho anh hay quá khứ của ai khác bước vào rồi chứ. Hy vọng anh sẽ không liên quan gì đến tôi nữa. Mình về thôi anh Giót. Đi thôi mẹ. Mẹ đi nổi không vậy? Vết thương của mẹ đau quá đi anh Giót à. Anh đỡ mẹ ra xe rồi quay lại lấy đồ có được không vậy? Đi thôi. Từ từ thôi mẹ. Em nghĩ rằng Song Giót sẽ giúp được em mãi sau. Mẹ xin lỗi anh Song Giót nha, vì đã lôi anh vào những chuyện như vậy. Sao lại phải xin lỗi chứ? Rất vui mà. Nhưng chắc là anh ta không vui đâu. Trong anh ta có vẻ rất là lo cho mẹ đó. Ôi, anh ta không có lo cho mẹ đâu. Anh ta chỉ là cảm thấy bản thân thua cuộc mà thôi. Mẹ giờ ngồi trong xe chờ nha. Anh đi lấy đồ một chút quay lại. Alo. Tôi muốn anh quay lại khách sạn ngay bây giờ. Tôi có chuyện khẩn cấp cần báo. Có chuyện gì không anh? Mẹ à, cẩn thận đó. Đi từ từ thôi mẹ. Nổi chứ. Anh Giót không cần lo cho mẹ nữa đâu. Mẹ tự bắt xe về nhà là được rồi. Anh Giót đi làm việc đi. Không được đâu mẹ à. Anh không thể để mẹ tự về một mình được. Còn đồ của mẹ, mẹ ở sau nữa mà. Mấy món đồ đó thì anh Giót cứ mang về đi. Anh Giót là người trả tiền mà. Chúng là của anh Giót, không phải của mẹ nữa rồi. Nè, mấy đồ này là của mẹ mẹ mà. Anh trả số tiền đó là để giúp cho mẹ, chứ không phải giúp mẹ mẹ. Anh đã nói rồi mà. Nếu như anh Giót muốn mẹ mang đồ về nhà, vậy mẹ phải kiếm tiền trả đủ cho anh Giót trước đã, rồi mẹ mới nhận. Nè, nhất quyết em không chịu nhận đồ miễn phí của anh phải không? Nếu đã như vậy, anh đồng ý cũng được thôi. Nhưng việc mẹ tự về thì anh tuyệt đối không đồng ý đâu. Nha mẹ, anh xin em đó, đợi em một lát thôi. Nha. Vậy cũng được, nhưng mà mẹ ngồi trong xe đợi đó nha. Không có muốn gặp cô Quèo Phan đâu. Cũng không muốn xảy ra chuyện gì nữa. Được rồi, đợi em một lát nha. À, chào cô. Tới đúng lúc lắm. Tôi đã gọi người tới để dọn đồ cho anh. Là đồ gì chứ? Thì đồ đạc cá nhân của anh trong phòng này đó. Vì từ bây giờ, đây sẽ là phòng làm việc của tôi. Ý cô là sao vậy? Cô đuổi tôi có phải không? Nè, đợi đã. Nè cô à, cô Quèo Phan, cô nói như vậy nghĩa là sao chứ? Vì tôi không xử lý việc của anh và cô gái đó đúng không? Nên anh mới bỏ công việc muốn đi đâu lúc nào cũng được. Ai nói với cô như vậy? Là tên Phong Sa Thôn có phải không? Không cần phải có ai đó nói với tôi. Sự lơ là trong công việc của anh đã nói lên tất cả. Tôi lơ là hồi nào, cô giải thích giùm tôi đi. Anh biết cậu Bét không? Bét nào kia chứ? Nam diễn viên Thái nổi tiếng ở nước ngoài, có fan ở khắp châu Á. Hiện giờ đang ở Thái để quay phim. Rồi thì sao? Thì sao hả? Còn hỏi được? Đều do anh lơ là mà ra. Thậm chí anh còn không biết cậu bé đặt phòng ở khách sạn của mình nữa kìa.
anh không để tâm và không hề làm việc với ekip của cậu Pet. Tới mức sáng nay cậu ấy đã hủy đặt phòng. Nhìn đi, nhìn toàn bộ thứ này đi. Trong khi thì anh cứ mãi chạy theo giải quyết việc nợ nần cho người phụ nữ của anh, thì tôi là người phải làm việc và kêu người ta tới làm những việc này để chào đón cậu Pet. Nhưng cuối cùng tôi lại phải ra lệnh bỏ hết vì chúng ta đã bị hủy phòng. Coi như tôi xin lỗi vậy. Để tôi thử kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thường thì tôi đều kiểm tra kỹ danh sách khách đặt phòng, đặc biệt là những người nổi tiếng mà. Không thể nào sai sót được như vậy. Tôi chắc chắn với cô như vậy. Nhưng bây giờ thì anh đã sai. Và không chỉ mất khách hàng thôi, mà còn mất cả cơ hội để quảng bá khách sạn nữa. Vì nếu cậu bé tới nghỉ ở khách sạn của mình thì chắc chắn sẽ được lên báo. Rồi còn có người hâm mộ khắp châu Á nữa. Anh làm mọi thứ sụp đổ hoàn toàn rồi. Tôi nghĩ là... Tôi và ba đã quyết định rồi. Để người khác không nói tôi thiên vị khi anh làm việc sai sót mà tôi không làm gì hết. Kể từ ngày mai trở đi, anh phải chuyển đi quản lý một chi nhánh khác. Có cần mẹ giúp không vậy? Mẹ có quen biết với Pet, để mẹ nói với Pet cho. Không sao đâu mẹ ạ. Anh tôn trọng quyết định của khách hàng mà. Là do anh sai sót thôi. Vì không biết khách hàng là người nổi tiếng tới đặt phòng khách sạn của mình nên mới như vậy đó. Nhưng tới mức phải chuyển khách sạn thì không phải là quá đáng hay sao? Mặc kệ đi, Hua Hin cũng gần đây mà. Nhưng mẹ không hiểu, có chuyện gì lớn đâu anh. Mà chừng nào Pet tới Thái vậy? Ngày mai. Vậy anh giáo có biết là anh ấy sẽ chuyển qua khách sạn nào không vậy? Không biết là mình nên cảm ơn cậu hay là xin lỗi cậu nữa đây. Xin lỗi mình làm gì? Cậu phải cảm ơn mình chứ, vì đã giúp khách hàng nổi tiếng cỡ đó tới nghỉ ở khách sạn cậu. Mình cũng rất muốn biết, nếu như anh song gió của cậu biết được chính cậu là người kêu khách hàng quan trọng của cậu tới nghỉ ở khách sạn của mình, thì sẽ giận cậu trước hay là giận mình trước đây? Mình không quan tâm. Do anh ta muốn thể hiện đứng ra trả nợ giùm người khác thôi. Chắc nghĩ đó là tiền riêng nên mình không làm gì được. Nếu vậy thì đi cho xa khỏi đây đi. Cảm ơn cậu nhiều nha, vì đã nói chuyện đó với mình, không để mình nhìn như con ngốc. Nè, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, có đúng không? Tạm biệt cậu, gặp sau nha. Sông gió. Sông gió à. Ban đầu mẹ cũng rất là nghi ngờ tại sao mà cô Well lại chuyển anh Gió đến Hua Hin, trong khi cô ấy lo cho anh Gió như vậy. Nhưng mà khi em biết Pet nghỉ lại ở khách sạn của anh Phong Sa Thon, thì mẹ nghĩ chuyện này chắc chắn không phải vô tình. Mẹ nghĩ rằng anh Phong Sa Thon liên quan đến chuyện này hay sao? Vậy có ai còn dùng cách dơ bẩn giỏi như anh ta nữa không? Jen à, con làm đồ ngọt xong chưa vậy? Con đang đặt ra dĩa nè, mẹ bình tĩnh đi có được không? Cũng ổn áp đó, nhìn dễ thương, trông cũng ngon lành. Đúng rồi. Nè, sao lại dùng đĩa này không đẹp chút nào hết? Rồi nào là khay, nhìn xem, ôi không có ăn khớp gì hết. Đây, dùng cái này nè. Nè, nhìn nó đẳng cấp và phù hợp với mẹ hơn. Mau thay nó nhanh lên đi, cho đàng hoàng một chút. Ôi trời, nhìn đi, nhanh đi con. Mẹ, con hỏi thiệt, rốt cuộc thì ai sẽ tới nhà mình hả? Đến nỗi mẹ phải bắt con làm nhiều bánh ngọt với dọn dẹp nhà cửa rộn ràng như vậy. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đó là khách vô cùng quan trọng. Con biết không, người đó nói là muốn nếm thử bánh ngọt do con làm, và nếu như cậu ấy thích đó thì chắc chắn
bánh ngọt của con sẽ có mặt trong chuỗi khách sạn ở khắp thế giới luôn đó. Và con nhất định sẽ giàu to. Đến mức đó luôn hả mẹ? Ừ. Vậy chị mẹ có biết là mẹ dẫn người lạ vào nhà không? Ừ. Có tiếng kẹn xe. Chắc là khách quan trọng của mẹ đến rồi. Nè 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 con, nè 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 nè, kêu nữa, đem bánh lên bàn đi. Nhanh lên, còn chờ gì nữa. Nè nhanh lên, còn mẹ thì mẹ sẽ ra ngoài tiếp khách siêu cấp VIP của mẹ trước. Nhanh đi, đừng có lề mề. Dạ. Đã 20 năm rồi Phong à, con vẫn chưa quên sao? Tại sao ba lại chắc chắn rằng con vẫn còn cảm giác với người phụ nữ đó chứ? Nếu không còn cảm xúc thì gặp để làm gì? Con chỉ muốn kiểm tra thử thôi mà ba. Kiểm tra gì chứ? Kiểm tra thử xem cô ấy có còn nhận ra hay không. Vì Metheny là người thân thiết với Phát nhất. Nếu như cô ấy không nhận ra Phát thì có nghĩa là người khác có lẽ cũng sẽ không nhận ra. Xin chào cậu Phong Sa Thôn. Xin chào cô Mathana. Sao vậy? Mặt của tôi dính gì sao? Đúng vậy, là mặt cậu đó. Dạ sao? Tôi thấy cậu có khách sạn ở khắp nơi trên thế giới có đúng không? Nên nghĩ rằng cậu sẽ trông già hơn. Ôi nhưng mà nhìn gần như vậy thì thấy mặt cậu trẻ quá đi. Có bí quyết gì chỉ cho tôi với. Không có gì đâu cô. Phải rồi cô à, tôi tới có làm phiền gì không? Bởi vì đột nhiên muốn nếm thử bánh ngọt của Jen. Bởi vì tôi thấy trên Instagram bánh ngọt của Jen khiến tôi rất có hứng thú. Không có làm phiền cái gì đâu mà. Nếu như so với việc cậu Phong Sa Thôn giúp đỡ tôi về chuyện của Phan Đao và món nợ của tôi thì không là gì hết. Hôm nay mẹ đã đem đồ của tôi đến để trả nợ cho cậu Phong Sa Thôn chưa? Mẹ muốn anh em vào bên trong hay không? Không cần đâu anh, để mẹ kêu người giúp việc xuống lấy. Được rồi. Tóm lại là mẹ còn nợ anh Giót 5 triệu đó nha. Mẹ à, anh đã nói với mẹ rồi mà. Như vậy nha, nếu như anh Giót không muốn lấy xe của mẹ thì mẹ sẽ kiếm tiền mặt trả cho anh Giót sớm nhất có thể. Còn giờ thì anh Giót có thể quay về được rồi. Anh còn phải chuẩn bị đồ đạc để chuyển đến Hua Hin vào ngày mai nữa mà. Có phải không anh? Phải rồi. Nên anh mới kiếm cớ để ở với mẹ lâu hơn đó. Mẹ cũng không cần áy náy về chuyện khiến anh bị chuyển đi đâu. Nếu không có bạn nhậu thì cứ gọi cho anh nha. Hồ Hiển cách Bangkok không xa gì lắm đâu. Dù sao thì anh cũng phải chăm sóc bản thân nha. Nếu như anh Giót muốn nhanh chóng được trở về đây thì thử dính líu tới mấy cô ở đó đi. Đảm bảo là cô Well sẽ gọi anh về ngay lập tức cho mà coi. Ý tưởng hay đó nha. Thật ra thì anh đi cũng tốt, để con biết là mẹ có nhớ anh nhiều hay không. Bạn bè mà, không ở gần thì phải nhớ chứ anh. Ôi trời ơi, cũng giỏi tạo khoảng cách quá ha. Thôi anh về đây. Mất công mẹ mẹ lại ra chúc phúc cho anh nữa. Mẹ nghỉ ngơi đi nha, uống thuốc nữa. Hôm nay đi cả ngày rồi đó, mai hạn chế đi lại đó nha. Dạ tuân lệnh. Anh về đây. Nào trước đi ta. Thử cái này đi. Dạ được. Cái này ngon lắm đó. Thơm lắm phải không? Vị cũng rất ngon. Không có quá ngọt. Xu hướng bây giờ là ăn uống tốt cho sức khỏe mà. Vậy hả? Đều là tự tay trên làm đó. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có tiệc nhỏ ở khách sạn, thì lúc đó sẽ liên hệ với trên. Được, tốt quá rồi. Keo. Keo ơi. Keo có nghe không Keo ơi? Chị mẹ về tới rồi.
Vậy thì để mẹ ra xem sao. Cậu đợi một lát nha. Được. Dạ. Keo. Keo ơi. Con về rồi hả con gái? Con có mệt không? Con có đói không? Muốn ăn gì để mẹ nấu cho nha. Con muốn ăn gì? Mẹ thấy xe của anh Phong sao thon đậu trước cửa nhà mình. Anh ta tới làm gì vậy? Anh ta đang đâu? Mẹ nghe nói là con mang đồ của mẹ đi bán, trả hết nợ rồi có phải không? Con biết không, mấy món đồ đó, nào là đồng hồ, túi xách, món nào cũng là cục cưng của mẹ hết. Mẹ biết là mẹ sai, mẹ hứa là mẹ sẽ không càm ràm mẹ một lời nào hết đó. Rốt cuộc anh ta đang ở đâu? Tóm lại là con có đói hay không? Nếu không đói thì lên tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo đẹp xuống đây nha. Mẹ. Mẹ không chịu nói có đúng không? Đợi một chút đã, con gái nghe mẹ nói. Nghe mẹ nói trước đã nha. Bình tĩnh lại, nghe mẹ nói. Chuyện là cậu Phong Sa Thôn thấy bánh của Chê làm trên Instagram và quan tâm đến nó, cho nên mới muốn tới nếm thử tay nghề của em gái con mà thôi. Thử nghĩ mà xem, nếu như cậu Phong Sa Thôn thích bánh của em gái con thì bánh của em gái con sẽ được bày bán trong khách sạn khắp cả nước luôn đó. Đó, chỉ có vậy thôi. Là bánh của Chen làm hả mẹ? Đúng rồi con. Chen xin phép đi xem chị mẹ như thế nào rồi nha. Cứ tự nhiên đi. Mẹ nghĩ người tầm cỡ như anh ta sẽ đến đây để tâm tới mấy cái bánh bình thường của Chen hả? Mẹ. Mẹ biết mà phải không? Mỗi người đều có giới hạn của bản thân hết. Dù mẹ gặp chuyện tệ hại tới mức nào đi chăng nữa, dù là chuyện mẹ lừa mẹ đi gặp anh Pháp, thì mẹ cũng chưa từng có ý định bỏ mẹ và em. Nhưng mỗi người đều có việc mà mình ghét ở trong đời, ghét tới mức không thể chịu nổi. Và mẹ ghét người đàn ông đó. Con đừng nói chuyện kiểu đó với mẹ. Mẹ vẫn sẽ nói đó. Mẹ ghét anh ta vì anh ta chơi hèn. Đấu trực tiếp không đấu được thì lén đâm sau lưng. Tưởng không ai biết hả? Không có ai ngu hết á. Có biết làm như vậy là hèn lắm hay không? Cô mẹ ơi, đổ sau xe có cần tôi mang vào không? Dạ. Là đồ của mẹ hả chị mẹ? Mẹ đem đồ của mẹ đi bán để trả nợ đó. Nhưng tại anh Giót biết mẹ quý mấy món đồ này tới mức nào nên đã đi mua lại cho mẹ hết rồi. Mẹ à, nếu như mẹ thật sự muốn mẹ yêu một ai đó thì người mà mẹ nên chọn cho mẹ chính là anh Giót đó. Con im ngay cho mẹ. Không im. Mẹ có biết vì sao không? Vì anh Giót giúp cho mẹ quên được anh Phát. Anh Giót cũng là người yêu mẹ thật lòng, và mẹ cũng yêu anh ấy. Con không chịu im có đúng không hả? Được, lại đi. Đi ra đây. Mẹ, mẹ đi ra đây. Mẹ, con chị mẹ đập đi đau chân ra đó đây. Mẹ ra đây. Mẹ ơi, con đi ra đây. Mẹ à, ra đây. Mẹ à, đủ rồi mà mẹ. Mẹ ra đây. Ra đây nhanh lên. Mẹ, mẹ dừng lại đi mà mẹ. Con đi ra chỗ khác đi, đừng có xen vô. Chị gái con mạng lớn lắm, chỉ vậy thôi không làm nó chết được đâu. Tao đã chịu đựng mày lâu lắm rồi đó nha mẹ. Mẹ thì chịu đựng gì mẹ chứ? Thì sáng nay mày lấy đồ đạc của tao đi bán, tao đã cố chịu đựng rồi. Tao biết đó là nợ của tao, tao phải chịu trách nhiệm. Tao kêu mày đi gặp thằng Phốt, mày không chịu đi, tao cũng không nói gì. Tao thấy mày quen cậu Phong Sa Thôn nên tao mời tới, mày lại đi mắng cậu ấy. Rốt cuộc mày muốn cái gì? Muốn cái gì hả? Mẹ đã nói rồi, mẹ không cần ai hết ngoài anh Giót. Nhưng tao thì không. Cái thần nó còn lo chưa xong, nó còn phải ăn bám vợ nữa kìa. Nếu nó chịu ở bên mày thì mày phải còng lưng nuôi nó. Tao nói trước cho mày biết,
Nếu mày không chịu ở bên cậu Phong Sa Thôn thì quay lại gặp cậu Pháp đi. Còn con, vào tiếp đãi cậu Phong Sa Thôn đi. Đi. Mẹ, con không đi đâu. Nè, tại sao Trang phải tiếp đãi anh ta chứ? Hay là mẹ bán mẹ không được nên tính bán em gái của mẹ hả? Mẹ nói cho mẹ biết, nếu mẹ có suy nghĩ đó thì mẹ không yên thân được đâu. Nếu tao nghĩ như vậy thì mày sẽ làm gì tao hả? Mày định để em gái của mày trong bếp hết kiếp này luôn hay sao? Hiện bây giờ còn có mày nuôi nó thì nó an toàn. Vậy mày có từng nghĩ một ngày nào đó không còn mày không còn tao nữa thì nó sống như thế nào không? Mày có từng nghĩ đến chuyện đó hay không? Mẹ không dễ chết như vậy đâu. Cho tới khi mẹ thấy em ấy được sống hạnh phúc, mẹ càng thấy mẹ muốn bán em ấy đi như vậy thì mẹ càng không dễ chết đâu. Vì mẹ phải nhìn thấy mẹ chết trước mẹ kìa. Cái con trời đánh này hả? Mẹ nghe mẹ nói đây, mẹ sẽ nói cho mẹ nghe rõ một lần nữa. Mẹ không để mẹ bán mẹ hay bán em của mẹ đâu. Nếu như mẹ muốn bán thì mẹ tự bán thân đi. Con này à, mẹ, mẹ à. Đồ con bất hiếu, cái đồ con xấu xa. Mày dám nói gì với mẹ của mày hả? Đủ rồi. Đồ bất hiếu, đồ xấu xa. Anh cản làm gì chứ? Anh tới đây không phải vì muốn nhìn thấy tôi như vậy hay sao? Vừa lòng anh chưa? Tôi không có. Anh khiến tôi đau khổ thế nào cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không để anh đụng tới em gái của tôi đâu. Trang, vào nhà. Cái con nhỏ này, mày dám sao hả? Cái đồ con bất hiếu. Con mẹ. Dạ, chị mẹ. Vào nhà đi. Cậu buông tôi ra, buông ra. Đúng thiệt là. Chị mẹ à. Trang, em lên phòng đi. Mẹ có gọi thì cũng không cần ra đâu. Cho tới cái người đàn ông đó đi về. Nhưng mà chân của chị mẹ đang bị chảy máu. Chị không sao đâu Trang. Em lên phòng đi. Nếu không muốn chị lo lắng thì em làm theo lời chị đi. Cô mẹ ơi, anh Phong Sa Thon gửi cho cô nè. Tôi không lấy, mang trả đi. Nhưng bà Manthana nói là... Mẹ nói tôi nhận chứ gì. Dạ. Được. Đây là cây gì vậy anh Phát? Giống hoa hồng quá. Đây chính là hoa hồng xanh của mỗi mình em Me đó. Đừng có đụng vô người của tôi. Tôi xin lỗi. Anh xin lỗi chuyện gì? Chuyện anh khiến cho anh gió gặp vấn đề hả? Hay là chuyện anh dính líu đến người trong gia đình của tôi? Hay chuyện anh vui khi đào bới lại quá khứ của người khác? Đem cái này đến cho tôi làm gì? Cô cũng biết nó là gì mà. Anh nghĩ rằng bông hoa hồng này có thể khiến cho tôi nhớ đến quá khứ sao? Vậy tôi đã làm được chưa? Anh muốn đào bới quá khứ của tôi để làm cái gì vậy? Bởi vì tôi cần cô biết rằng lúc anh Phát phải đi ra nước ngoài, anh Phát đau lòng tới mức nào. Tôi không muốn nghe. Tôi muốn cô biết rằng lúc vẫn còn ở bên đó, anh Phát nhìn thấy một bé gái ở độ tuổi của em Me, thì anh Phát đã nhớ tới em Me tới mức nào. Cô có biết không, lúc anh Phát biết Me trở thành một diễn viên thì anh ấy đã cố gắng biết bao nhiêu để theo dõi mọi sự kiện của Me.
chị về anh ấy muốn nhìn thấy mặt của mẹ mỗi ngày, muốn nhìn thấy nụ cười của em mẹ, muốn thấy em mẹ có được hạnh phúc. Bởi vì đó chính là nguồn lực duy nhất mà anh ấy có thể tìm kiếm được, để tới một ngày nào đó anh ấy có thể quay trở về tìm em mẹ thêm một lần nữa. Đủ rồi. Giờ cô có biết không, lúc phát nhận được bức thư từ tay của em mẹ, trong đó em mẹ có nói rằng hãy dừng liên hệ và hãy quên em mẹ đi. Lúc đó cô có biết anh ấy ra sao không? Có biết cuộc sống kể từ đó Phát phải sống như thế nào không? Anh là ai? Sao anh lại biết chuyện của anh Phát nhiều như vậy? Tôi hỏi anh là ai? Anh phải trả lời tôi đi chứ, anh là ai? Cô thật sự không biết sao? Cô không biết thật sao rằng tôi là ai? Cô thử nhìn kỹ tôi và nói đi rằng tôi là ai. Không phải. Tôi không phải ai? Anh không phải anh ấy. Anh ấy chết rồi. Vậy nếu như người đó vẫn chưa chết thì sao? Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi? Nếu người đó vẫn chưa chết thì sao? Anh ta vẫn còn sống, và anh ta chính là Hải Phong. Anh Phong, anh tới đây làm gì vậy? Ủa Phan, em tới đây làm gì? Em đến để kiểm tra vết thương cho cô Me. À anh Phong à, lúc nãy ba có gọi cho em, ba nói là không có gọi được cho anh. Anh nhớ gọi lại cho ba nha. Hình như có chuyện gấp lắm đó. Anh Phong cẩn thận. Em sao rồi? Em có sao không? Không cần sợ đâu, có anh ở đây. Em không cần sợ đâu. Tao kêu mày đi mua rượu cho tao, vậy mà mày mua bánh cho em, mày hết tiền luôn. Đúng là đồ con bất hiếu mà. Nè Phát, mày không liên quan, về nhà của mày đi. To me, so with him, he should need me to eat crumb. May what don't come to hunt. Call cat to pay. Yang kong for once, a mama. Rather than my kin can die. Lian fa crumb for hay cry. Then fa ngon ngang đã.
không sao đâu. Đi lên. Anh Phong, cô Me, hai người có sao không? Không sao hết. Phan thì sao? Có bị thương không? Em không sao cả. Chê, cậu có biết bọn chúng là ai không? Tôi cũng không biết nữa. Được rồi, Phan à, đưa Me vào trong trước đi, mau lên. Anh mới là người nên vào nhà trước đó. Rõ ràng anh là người gặp nguy hiểm nhất mà. Phan, đưa Me vào nhà trước đi. Còn anh Phong ra thon thì sao? Không cần lo đâu, tôi sẽ vào ngay thôi. Tôi sẽ không để cho cô phải chờ nữa đâu. Đi Phan, vào trước đi. Đi thôi. Mau lên. Hay nó có liên quan tới việc Phan vừa mới nói, chuyện lúc nãy ba vừa gọi cho tôi. Hiện giờ ba Lisa đang điều tra về Phong, có biết không gì? Ba nói là ba Lisa sao? Đúng vậy. Phong còn nhớ không, khi Phong đến xin ba cho con trở về Thái Lan, chúng ta đã hứa với nhau như thế nào hả? Nếu như ba Lisa điều tra tới Phong thì... Cậu Phan à, khi nãy cậu nói là anh Phong Sa Thông mới là người gặp nguy hiểm nhất. Vậy nghĩa là sao vậy? Mẹ à, mẹ à, mẹ à, nè, xảy ra chuyện gì vậy? Kêu nói là có người đến nổ súng trước nhà chúng ta, ai bắn vậy? Có quay lại nữa không vậy? Ôi trời ơi, hôm nay là cái ngày gì vậy? Từ sáng tới giờ chỉ toàn gặp xui xẻo mà thôi. Mẹ, bây giờ mẹ có làm loạn cũng không làm mọi chuyện tốt hơn được. Có người nổ súng trước nhà chúng ta đó không phải là chuyện nhỏ đâu. Sao mẹ có thể bình tĩnh được chứ? Thôi đi đi đi, dọn đến khách sạn ngủ để cảnh sát bắt được kẻ xấu đó rồi hẳn về nhà. Sau đó mẹ rảnh, mẹ sẽ đi chùa làm công đức để xả xui xẻo. Nè, nếu như mẹ không nể mặt thì mẹ sẽ nói rằng ngày đầu tiên cậu Phong Sao Thông đến nhà chúng ta là có điểm xấu rồi đó. Nói gì thì cũng nể người ta một chút. Tại sao mẹ phải nể cậu ta chứ? Bác sĩ Phong Van là em trai của anh Phong Sao Thông đó. Dạ xin chào, xin chào. Chết thiệt, bác sĩ, tôi vẫn nhớ cậu. Cậu từng chăm sóc cho tôi bệnh viện. Xin chào bác sĩ, dạ, xin chào. Bác sĩ tới từ khi nào vậy? Từ khi xảy ra chuyện sao? Bác sĩ có bị sao không vậy? Để tôi coi. Không sao hết, tôi vẫn ổn, không sao đâu. Vậy tốt rồi, tốt. Vậy cậu Phong Sa Thôn thì sao? Cậu ấy đang ở đâu vậy? Có đến cùng không? Có ai báo cảnh sát chưa? Tôi đã báo cảnh sát rồi. Cậu... Anh Phong gửi lời rằng không cần phải lo lắng. Anh Phong đã ra lệnh cho người canh gác quanh nhà cô Metheny rồi. Còn phía cảnh sát, tôi đã báo xong luôn rồi. Cảnh sát hiện nay đang đến. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi xem camera an ninh đi, cả trong và ngoài khu phố nữa. Như vậy có thể lần theo biển số xe đó. Trước đó thì máy quay an ninh tình cờ bị hư, như vụ việc trước đây vậy. Cậu Phan đừng lo lắng. Dù máy quay an ninh ở khu này bị hư, nhưng tôi cũng đã kiểm tra rồi. Trong nhà cô Metheny cũng có máy quay đó. Và cả máy quay trong xe của tôi nữa. Vì bản thân tôi cũng không tin tưởng họ lắm. Vậy còn anh Phong Sa Thông thì sao? Anh ấy đang ở đâu? Cậu nói như thế nào với cô ấy? Tôi đã nói với cô ấy, anh Phong đã có việc gấp nên phải về trước rồi. Sau đó thì cảnh sát đã tới nhà và khám xét nhà cô Me. Còn tôi thì đưa cậu Phan về nhà, để cho bọn đàn em trông chừng nhà cậu Phan và cô Me. Mau kiểm tra xem bọn chúng là ai đi. Bọn chúng muốn đe dọa ai? Đe dọa tôi hay là Phan, hay là cô Metheny? Và quan trọng nhất là điều tra thử xem chúng có liên quan gì tới cô Pa hay không. Anh Mét à, hãy nghe ba nói có được không? Đã đủ rồi ba. Em đừng có tưởng là em là em gái của anh thì anh không dám tống em vào tù. Vậy anh có bằng chứng gì để tống em vào tù chứ? Bản thân của em biết rõ là em đã làm gì với ai. Anh đứng được ở vị trí này
là người dân đã tin tưởng và chọn anh làm người đại diện cho họ. Anh đã cố gắng làm việc một cách thật minh bạch, để người dân họ thấy rằng xã hội này vẫn còn có những nhà lãnh đạo tốt. Nhưng mà anh không ngờ chính em gái của mình dùng quyền lực của người anh để đi làm những việc xấu. Anh sẽ đưa Phát ra nước ngoài để cho nó đi du học ở Mỹ. Sau đó anh sẽ trở về đây để mà xử lý mọi việc. Người nào đã làm những việc gì thì phải chịu trách nhiệm. Dừng Phát cho chặt nha, hãng xe hư rồi. Phát, cô sao rồi hả? Em ở Phát à, mở mắt ra đi con. Phát, xảy ra chuyện gì vậy anh? Tại sao thắng xe lại hư chứ? Đừng vội hỏi gì lúc này, đưa con ra ngoài đi đã. Đây không phải là tai nạn. Ý anh là sao hả? Phát à, Phát, sao rồi? Con có làm sao không? Ba bị chảy máu kìa. Ba không sao đâu. Đi thôi. Phát, qua đây. Nhanh. Mẹ. Phát đợi ba ở đây nha. Ba sẽ đi giúp mẹ con. Cho con đi giúp mẹ với. Phát à. Mẹ. Phát. Nè. Thôi lo lắng cho người khác đi. Phát à, thấy mẹ con không hả? Mẹ phải hy sinh bản thân để bảo vệ cho Phát đó. Vì mẹ biết Phát bị bệnh giống như ba. Nếu như Phát bị thương và chảy máu thì sẽ nguy hiểm lắm. Phát à, Phát phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, để đáng với việc của mẹ con đang hy sinh mạng sống để bảo vệ cho con hả? Phát ở đây đi, để ba đi. Em à, Em ơi.